khi lên cấp 2 bắt đầu em bị chọc BD này BD nọ, thành ra em chỉ gồng thôi chứ em cũng không dám thổ lộ gì ra. Gồng mệt lắm đó. Dạ rất là mệt. Chị từng gồng nên chị biết. Có nhiều bạn nam thì tới cứ kiểu chọc mà chọc kiểu xúc phạm luôn, dê mình luôn á. Em chỉ quen một đúng một người duy nhất là đó 2 năm thôi. Nói chung là cãi lộn rất là nhiều luôn, nhưng mà thương thì vẫn thương. Cãi lộn mẹ biết luôn. Biết luôn, đánh nhau luôn mà. Đánh nhau luôn. Đánh nhau luôn, tán cái mặt. Ờ. Là lúc đó là em sợ quá, gọi mẹ lên luôn. Nó hỏi sao mà con quánh tăng. Nó cũng không nói gì, nó cứ ngồi nó cầm cái điện thoại. Con tức con mới giật cái điện thoại, nó giật lại cái rớt cái điện thoại. Con thấy con của cô nó buồn, con rất là đau chứ. Đau xót nhưng mà mình kềm chế, mình không. Con mình đã buồn rồi, mình thể hiện ra nữa thì cô không muốn điều làm đó. Mình bạn lo lắng hơn, cam chịu vậy thôi. Mẹ mà luôn luôn lúc nào cũng phải cam chịu cái nỗi đau gì cũng nuốt trong lòng chứ không có nói ra được. Cô rất là thương nó. Từ đó tới sau là cô nói là cô không chấp nhận ai vô nhà này hết. Xin chào tất cả mọi người đến với chương trình Real Life. Mình là Lộ Lộ và hiện tại thì Lộ đang có mặt tại một quán cà phê vô cùng xinh đẹp tại quận 12. Và hôm nay, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời của ngày hôm nay quý vị nha. Xin mời mọi người. Hello em. Chào chị. Mời ngồi. Lần đầu tiên gặp nhau này, em giới thiệu về bản thân mình nè, nghề nghiệp nè, mình đang làm gì và ở đâu được. Dạ, em tên Minh Tân, hiện tại công việc của em là làm makeup tự do. Dạ, em hiện tại em đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mình làm makeup cô dâu hay là mình có studio riêng hay là sao? Dạ không, em chỉ làm khách quen rồi nhờ người này bạn hay bạn kia giới thiệu cho em và em đi show thôi ạ. À, hiện tại là em ở nhà với bố mẹ hay là ở một mình? Dạ hiện tại thì em ở với mẹ, chị gái và một cháu. Là nhà mình hồi xưa tới giờ là ở đây luôn? Không, quê em gốc là ở Đồng Nai xong rồi đầu lên Sài Gòn lập nghiệp. Thuê nhà ở đó? Dạ thuê nhà. À rồi. Mẹ em thì ở nhà lo cho gia đình nội trợ này kia. Dạ, cháu lo cho cháu, còn chị em thì bán hàng online bỏ xỉ quần áo kia nọ. À, vậy là ai cũng có công việc ổn định hết trơn. Dạ, đúng không? Dạ. Hiện tại á là mình đang làm ở dưới này, vậy cái lượng khách của mình đa số là những cô dâu hay là mấy cô gái rồi thích đi tiệc, người ta thích trang điểm thì mình cứ tới thôi. Dạ, cô dâu cũng có nhưng mà ít, đa số là tiệc. À. Đi tiệc rồi đi bar rồi. Dạ. À, cái lớp mấy thì mình thôi học mình chuyển qua mình học makeup. Tức là em học ở dưới quê xong rồi em chuyển lên mình tránh. Em học bắt đầu em mới lên học cấp 2. Thời gian sau do gia đình cũng khó khăn quá nên em xin nghỉ. Là hết cấp 2 là nghỉ? Dạ, hết cấp 2 là em nghỉ rồi. Rồi bắt đầu là em đi xin việc đó là bưng cà phê, phục vụ cà phê. Em tự em kiếm tiền, bắt đầu em mới đi học nghề. Em học khoảng 1 năm. 1 năm là ra nghề làm tới bây giờ luôn? Dạ. À, bao nhiêu tuổi thì mới bắt đầu học nghề? Khoảng tầm 19-20 là bắt đầu học nghề. Là học 1 năm là 20, năm nay em bao nhiêu người ta? Dạ năm nay em 29. 29 rồi, vậy là làm 9 năm rồi hả? Hiện tại thì công việc của em thì ở đây thu nhập nó ổn định không cưng? Dạ ổn định rồi. Thời xưa thì rất là khó khăn luôn, lúc mới vô nghề rất là khó khăn luôn, chật vật dữ lắm luôn á. Vài năm sau rồi em làm cứng tay lên, bắt đầu cái em làm với khách này người ta kia quen á. Bắt đầu cái em mới làm được cũng thuận lợi hơn tới bây giờ. Một tuần vậy mình làm khoảng bao nhiêu mặt? Khách tiệc nhiều hôm nào, tháng nào mà tiệc nhiều thì em làm rất là nhiều luôn. Dạ còn tiền tháng nào mà ít tiền thì em làm ít lại. Nó bù ra qua đắp lại. Bù qua đắp lại, có công việc ổn định là vui rồi đó. Em có thể chia sẻ một chút xíu về cái tuổi thơ của mình, về cái sự khác biệt của mình. Hồi xưa đi học là bị chọc liên tục luôn. Đúng hả? Bắt đầu cấp 1 thì chưa sao, khi lên cấp 2 bắt đầu em bị chọc BD này BD nọ. Lúc đó là kiểu như cũng sợ chứ thành ra em chỉ gồng thôi chứ em cũng không dám thổ lộ gì ra. Gồng mệt lắm đó. Dạ rất là mệt. Chị từng gồng nên chị biết. Có nhiều bạn nam thì tới cứ kiểu chọc mà chọc kiểu xúc phạm luôn, dê mình luôn á. Tới cái thời điểm nào thì gia đình biết được em? Đây năm khoảng 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu mẹ em có nghi ngờ. Căn bản khi mà mình có con nhỏ đó, con mình lớn lên, tâm sinh lý nó khác ở chỗ nào mình đều để ý thấy hết, kể cả một cách giận hờn cái liếc mắt thôi cũng biết nữa cưng. Khi nào thì mẹ thoải mái nhất với em, hai mẹ con có thể cởi mở với nhau là khi nào? Em có một quen với anh đó, hôm đó là em có tình cờ nói chuyện điện thoại. Thì mẹ em có tình cờ nghe được là em nói nhớ Nhung gì cái nọ. Bắt đầu là từ hôm đó là bắt đầu mẹ em biết luôn. Phản ứng của mẹ sao, có buồn không? Em nghĩ ra chắc sẽ buồn nhưng mà mẹ em
chưa có thổ lộ ra thôi, chị để từ để cho em khai ra thôi. Dạ. À có nghĩa là thôi để tự khai đi phải không? Dạ. Nhưng mà rồi sau đó bao lâu thì em tự khai? Từ cái hôm mà bị bắt cặp nghe đó là khoảng một tháng sau là em khai luôn. Em hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm. Dạ, hồi rất là hồi hộp. Nhưng mà phản ứng của mẹ sao? Mẹ em cũng dạng kiểu như sống hiện đại á. Ừ thôi chấp nhận. Có kêu anh đó về rồi nói chuyện với mẹ không? Dạ không, em chỉ nói chuyện thôi chứ em cũng mới dám công khai là quen người yêu như vậy. Rồi là từ thời điểm đó tới thời điểm bây giờ là em quen ai thì mẹ cũng không thắc mắc đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ là lo sợ em là yêu quá rồi khóa cuồng này kêu rồi bị này kia nọ thôi chứ không có lo gì hết. Tại vì lý trí em cũng vững. Tại vì em mà bước ra đời rất là sớm cho nên là dĩ nhiên là cái về cái một cái phần nào đó về trong suy nghĩ của em nó rất là cứng cỏi cho nên rất là yên tâm. Tới thời điểm hiện tại là em đã quen được bao nhiêu người rồi, trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Rất là nhiều nhưng mà không phải là tình yêu, chỉ là tìm hiểu thôi. Còn em chỉ quen một đúng một người duy nhất là đó 2 năm thôi, hai bên gia đình đều biết nhau hết luôn. Ồ, quen mà biết luôn hả? Dạ. Vậy sao không quen nữa? Tại do cái người kia ta thay đổi, ra đường chơi bời rồi bị hư, bị dụ này kia nọ rồi bắt đầu vướng vào con đường tệ nạn á, cho nên thành ra không quen được. Có nghĩa là không có, em không có gọi là thuần phục được đúng không? Dạ đúng rồi. Đại đa số những cái mối tình mà ở trong cộng đồng mình thì em cũng biết rồi đó, nó cũng ngắn thôi. Dạ. Ít có ai theo đuổi được lâu dài lắm. Chị nghĩ là cái anh đó phải tạo được ấn tượng nhất định đối với em cho nên em mới quen rất là lâu như thế. Em có thể chia sẻ với mọi người không? Dạ thật sự thì lúc đó là lần đầu tiên em biết cái người đó là em đi coi bói. Đi coi bói? Anh đó là thầy bói? Dạ đệ tử của thầy mới cua. Đệ tử của thầy bói hả? Dạ. Trời ơi. Rồi. Em tới em coi hai người cứ đáp qua đáp lại rồi cái anh đó có số điện thoại của em. Em đi coi xong rồi đi về hình như là biết em sao hay sao á, là coi ra được hay sao á. À. Rồi cái về nhắn tin. Người ta coi cô mà người ta biết hết trơn phải không? Là cái dầu cái về cái nhắn tin làm quen rồi cái nọ. Rồi lúc đó cũng chứ xưa chưa có xài Facebook Zalo trơn, lúc em chưa có biết xài gì hết trơn á, em chỉ là nhắn tin qua điện thoại. Thì tới bao lâu thì mình mới gặp anh đó lại? Ngày hôm trước ngày hôm sau là đi gặp nhau đi uống cà phê liền luôn. Trời ơi, cũng lâu quá ha. Thật sự là rất là thương luôn. Là lúc trong thời gian mà chia tay là đi tới đâu những cái địa điểm đó là em đều nhớ lại những người đó hết. Nó rất là sâu đậm, thành ra làm cho em không thể nào quen được một người mới mà có thể bằng được như vậy đúng không? Một thời gian sau cứ buồn hoài cứ ra đường cứ đi tới những cái nơi mình đi tới với người ta là bắt đầu cảm thấy nhớ lại. Một cái chặng đường 2 năm không phải là một cái chặng đường ngắn cho nên dĩ nhiên là em phải có ấn tượng rất sâu đậm chứ không phải là chỉ làm một cái chuyện bình thường. Cho nên cái điều đó là không phải chỉ riêng em mà những người khác khi mà người ta yêu sâu đậm thì người ta cũng sẽ như thế thôi. Có khi nào trong cái khoảng thời gian mà em quen người yêu cũ lẫn từ khi mà em come out tới bây giờ có cái thời điểm nào mà em cảm giác là em sẽ để lại một cái chút gì đó sự lo lắng hay muộn phiền cho mẹ em? Dạ có, cũng là cái anh đó luôn. Nói chung là cãi lộn rất là nhiều luôn nhưng mà thương thì vẫn thương. Cãi lộn mẹ biết luôn? Biết luôn, đánh nhau luôn mà. Đánh nhau luôn? Đánh nhau luôn, kiểu như cái người đó cứ ghen tức. Vậy? Dạ do đi làm là hai người đi làm chung chỗ luôn. Rồi cái thấy bạn này bạn kia cứ tiếp chuyện với em á rồi bắt đầu ghen tuông, đánh tại chỗ luôn. Đánh em luôn? Dạ, tán cái mặt. Ờ. Là lúc đó là em sợ quá, gọi mẹ lên luôn. Và ở đâu là có hiềm khích với nhau. Em với người đó cứ qua, tại kiểu như còn thương mà. Mình cứ qua lại lén luôn. Cho nên mẹ cũng buồn đúng không? Buồn, lo. Khoảng bao lâu thì tới khi em chia tay thì mới thôi? Khoảng 5 sau. Tới 1 năm lận hả? Em kéo dài. Kéo dài là mình níu kéo tới 1 năm lận. Em cứ nói về, em cứ về em nói dối với mẹ em là không có quen nữa. Nhưng mà thật ra là em cứ qua lại. Sau đó có một thời gian bắt đầu các em nằm viện. Anh đưa em vô thôi. Em vô viện xong rồi bắt đầu anh chỉ một lần đó đưa vô viện vô xong rồi đi về. Là em nằm một tuần lễ là không vô thăm em nữa. Là thôi luôn. Dạ lúc đó là em về là bắt đầu tình cờ em xem điện thoại của bạn á, là lưu là anh ba chị hai anh hai gì đó. Nhưng mà thật sự là trong những cái tin nhắn đó đều là anh nhớ em nhớ anh gì lum hết. À là có chịu hướng là người đó quay cũng lăng nhăng đúng không? Dạ lăng nhăng. Từ đó là em quyết định là kết thúc luôn. Dạ là lúc đó là em không ở đó nữa, em chuyển nhà đi chỗ khác để là chuyển luôn. Nguyên nhà luôn. Dạ kể cả mẹ chị đi. Dạ, luôn. Dạ đi hết luôn. Là từ Bình Chánh lên về tới đây? Là, không là từ ở Bà Điểm. Bà Điểm em chuyển về bên quận 6. Em ở 2 năm em đi về đây lại. À những cái sự cố mà xảy ra với em với bạn trai mẹ chứng kiến luôn. Dạ. Buồn thì có rồi đó, giống như em nói, nhưng mà có bao giờ là em phải xin lỗi mẹ không? Em chưa dám xin lỗi mẹ cho dù một điều gì luôn. Có những chuyện trước giờ con làm sai á thì con nhân đây con xin lỗi mẹ luôn. Mong mẹ bỏ qua yêu thương con hơn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi về nhà để gặp mẹ và chị của em. Dạ.
gì đó về tặng mẹ, nhưng mà kỳ thì chị không có gành. Dạ. Bây giờ mà mẹ em là thích cái gì đó? Mẹ em lớn nhưng mà mẹ em thích ăn kem. Ok. Dạ. Okay. Dạ. Ok. Đây là nhà của em. Nhà em bán đồ, chị em đồ sỉ á, cho nên đồ nó hơi nhiều. Đồ hơi nhiều đúng không? Dạ. Ở nhà em buôn bán mà đâu. Dạ. Nhà có ai không? Dạ, mẹ làm sao không? Má ơi. Dạ, con chào cô. À, chào con. Cô khỏe cô ơi. À, khỏe. Dạ, đây, con có món quà gửi tặng cô nha. À, cảm ơn. Dạ, con nghe em nói là cô thích kem lắm cho nên cô mua kem cho cô. Đúng rồi, cô thích kem. Cô ăn kem lắm luôn. Dạ, dạ, rồi cảm ơn con nhiều nha. Dạ, dạ. Thôi, cô để tủ đông đi để cho nó không có chạy. Dạ, để cho tủ đông. Con chào cô, thì hôm nay là con có dịp đến thăm nhà của Tân và thăm cô. Con là nội trợ cho chị hai với lại Tân không? Dạ, cô chỉ ở nhà nội trợ thôi. Dưới lại chăm cháu. Không, cô không chăm cháu. Ở nhà nội trợ nấu cơm rồi rảnh hát karaoke. Trời ơi, nhàn hả? Không làm gì hết á. Ừ, cô thật sự không làm gì hết. Nấu ăn rồi cho nhóc. Nó lâu nấu ăn vậy thôi. Dạ. Ờ, vậy là cháu cũng lớn cũng khỏe đúng không? Sáng nó đi học, sáng đi học. Sáng đi học chiều về thôi. Sáng về. Cô cho con hỏi cái lần đầu tiên mà cô cảm nhận được là Tân có sự khác biệt so với những bạn trai khác là lâu chưa? Cô biết nó từ nhỏ. Nó sanh ra thì nó hoàn toàn là như thanh niên vậy đó. Nhưng mà cái tính của nó đó là cô biết. Cô biết sao, nó chơi toàn là cấp B không à. Nha. Yeah. Biết không, coi như là cắt cái vải nhỏ nhỏ vậy nè. May đồ nhỏ nhỏ, may đồ cấp B mà may đủ loại, đủ kiểu, đủ ấy đó. Mà cô quánh hoài luôn, nó đứt tay, nó lấy vào làm, còn nó cắt cho nó đâu có kéo. À. Lấy vào làm cái nó cắt. Cái nó cắt đòn. Thành cái đứt tay, cái bị đòn con đánh nó. Con đánh xong cái là con quăng, vài bữa lại có nữa. Mà mới ra đòn nó tìm ra. Thật sự ra nó sở thích cho búp bê, nó không quyết định nhiều đâu. Con thích chơi cần cẩu không? Con lớn như vậy nữa. Con thích chơi cần cẩu không? Con lớn như vậy nữa. Con nghĩ là cha mẹ nào cũng vậy, là khi mà con mình là mình sẽ quan sát rồi. Từ nhỏ là mình đã sâu sát, mình biết hết trơn rồi. Chẳng qua là không nói. Nhưng mà tới khi mà Tân lớn lên, cái biểu hiện đầu tiên khi bắt đầu là mình trưởng thành hơn và có người yêu, thì lần đầu tiên mà cô bắt gặp thì cô cảm xúc như thế nào? Cô bình thường, tại vì cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Thì khi ba nó biết, ba nó phát hiện, ba nó la. Ba chửi cô luôn á. Nhưng mà cô nói là con mình nó đã như vậy rồi, mình thương nó hết, mình đừng có nói này nữa kia, tội nghiệp nó bị tổn thương. Cô rất là thương nó luôn. Thương nó thì sao, tại thấy nó vậy đó là cô trong lòng cô rất là sợ, sau này không biết cuộc đời nó như thế nào. Nhưng bây giờ cô rất là hạnh phúc, là vì sao nó đã trưởng thành rồi. Tân có chia sẻ với con là khi nói chuyện với bạn trai đó, nghe được điện thoại. Ừ. Đúng không? Lúc đó thì cô làm sao? Cô cũng không nói gì. Nhưng mà cô chỉ dặn dò con cô thôi. Cần biết cái mình qua lại, quen biết với người tốt, loại trừ người mấy người mà xấu mình, họ đưa mình đến cái con đường mà không có gọi là trị lạc đó con. Dạ. Cô chỉ dặn vậy thôi, chứ còn cái chuyện con của cô không có áp đặt. Cô có quyền góp ý, nhưng mà cô không có quyền áp đặt con của cô. Bởi con của cô giống bạn như... là của bạn. Đúng rồi, nó cứ để nó tự nhiên. Bạn có kể với con á là khi mà bạn quen một người mà mối tình mà phải nói là sâu đậm nhất của bạn, là dẫn đến một cái sự tổn thương cho cô, một sự lo lắng cho cô. Và khi mà có sự cố với bạn trai, cái lúc đó thì cô có thể cho con biết chi tiết hơn được không? Cô thấy cái chuyện đó như vậy thì cô có khuyên con cô là không tiến xa được. Phải giải quyết như thế nào, đừng để cho má không có muốn cái tình trạng này xảy ra lâu dài. Để nó tự giải quyết, nó phải chịu trách nhiệm trong vấn đề đó. Nhưng mà lúc mà bạn kia mà đánh bạn á, thì cảm xúc của con như thế nào? Con giận lắm, con xuống tới nơi á. Ví dụ như hai đứa có vấn đề với nhau là cái chuyện đó nó đương nhiên nó phải xảy ra rồi. Bất cứ ai cũng vậy, nhưng mà cái điều á, mình tế nhị tí xíu, đừng có đụng tay đụng chân, con đồng ý. Con giận quá, con mới kêu thằng đó bước ra. Thì hả, nó không chịu bước ra. Nó hỏi sao mà con quánh Tân. Nó cũng không nói gì, nó cứ ngồi, nó cầm cái điện thoại. Con tức con mới giật cái điện thoại, nó giật lại cái rớt cái điện thoại. Chỉ vậy thôi, cũng không chửi bới nó, con cũng nói vậy coi cho nó sao mà đánh Tân. Con chỉ hỏi vậy thôi, thì nó đâu có trả lời đâu con. Cô thấy vậy, con mới giật cái điện thoại để cho nó trả lời cô thôi. À, cô bỏ con đi ra, cô thấy gì hơn nữa, mình cũng lịch sự quán người ta. Ừ. Cô không muốn làm... Dạ, mình là người lớn nữa. Đúng rồi, mình không phải không có làm cái chuyện như vậy được. Dạ. Cô bước ra. Thật sự là tại vì con cũng chưa rơi vào trường hợp đó. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà trong... Mình là phụ huynh mà trong cái trường hợp đó mình sẽ có rất là... Thứ nhất là mình giận, giận con. Thứ hai nữa là giận cái người mà xúc phạm bạn Tân. Cảm giác là... Mình sẽ rất là tức, bởi vì giống như ba mẹ con nói là lớn tao không nuôi, không dạy mình, đánh mày cái nào để cho người ta đánh vậy đó. À, cảm xúc lúc đó của cô con nghĩ là không đơn giản vì là mình giận không đâu. Nó có nhiều cái hơn. Tức lắm, giận lắm, nhưng mà cô kềm.
Đồng chế là sao? Tại vì nó ngồi trong quán cà phê, cô cũng không có dám lớn tiếng trong đó. Cho nên đó, cô rất là giận, mà cô giận mà cô về cô ngủ không được chứ. Chứ con mình mà, dạ. Mình rất là đau lòng, mình rất là xót. Về bạn có nói chuyện riêng với cô không? Không, coi như là không dám nói, tại vì nó cũng sợ cô buồn, nó cũng không dám nói vậy đó. Cô thấy con của cô nó buồn, cô rất là đau chứ. Đau xót nhưng mà mình kềm chế, mình không, con mình nó đã buồn rồi, mình thể hiện ra nữa thì cô không muốn điều làm đó cho mình. Bạn lo lắng hơn. Cam chịu vậy thôi, mẹ mà luôn luôn lúc nào cũng phải cam chịu, cái nỗi đau gì cũng nuốt trong lòng chứ không có nói ra được. Cô rất là thương nó. Từ đó tới sau là cô nói là cô không chấp nhận ai vô nhà này hết. Con muốn gì cũng ở ngoài đường. Cô nói má không muốn con dẫn ai bất cứ vô nhà này. Má thấy cái tình trạng này má không có muốn xảy ra lần thứ hai nữa. Cho nên là cô nói lo làm ăn đi. Rồi cái chuyện gì nó từ từ nó của mình là của mình và của người ta là của người ta. Đúng, câu nói đó con thấy luôn luôn đúng. Đúng. Chứ còn mình cố gắng giữ cũng được. Cố gắng mình đi tìm tòi đi má mất cũng không được. Không phải của mình, nó không phải là của mình. Nó quan trọng nhất là chuyện tình cảm. Đúng. Gì tới nó sẽ tới. Nó đến là sẽ đến, mình không tìm kiếm nó vẫn tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà con nghĩ là trong từ cái thời điểm mà bạn bị bạn trai xúc phạm và cô chứng kiến được điều đó tới về sau thì con nghĩ là cũng rất là căng thẳng để bạn có thể chỉ cho bạn có một người bạn trai mới. Bạn có chia sẻ với cô về cái suy nghĩ cho bớt áp lực cho cô á, có chưa? Thằng này nó ít nói vụ đó lắm. Nó giấu cô không? Cô phát hiện mà ví dụ như nó bạn cô không cần biết bạn đó là cái gì của nó mà cô thấy là bắt đầu là cô khó chịu. Cô có cái tật cô không có chửi bới hay cô tự nhiên cái mặt cô khó chịu con nó hiểu rồi. Có chịu cái em re cũng nói vậy đó. Từ cái thời điểm đó tới bây giờ là bạn cũng là không có ai, không ai luôn. Nó có bạn cà phê pháo nó đi đâu cô không biết. Chứ cô không... chưa gặp, cô nói không được. Bây giờ con cứ đi kiếm tiền cái đã. Làm kiếm tiền cái đã. Rồi hả? Hôm nay khách có hẹn lịch makeup á chị. Rồi thôi em cứ lấy đồ makeup. Dạ dạ, dạ. Bạn ngồi đây nha. Bạn nói là học phổ thông xong hết lớp 9 thôi, không có được học nữa. Đúng rồi. Thì xong rồi bạn phải làm bồi bàn để kiếm tiền để đi học nghề. Làm đủ mọi thứ. Đủ mọi thứ. Tổ lắm con ơi. Dạ. Cô thấy cái đó mà cô về cô khóc thầm mà cô không cho nó ra. Dạ. Chà con mình nó buồn. Dạ. Tại lắm. Dạ. Cái thời điểm đó là mình không có điều kiện để cho bạn đúng học. Rồi, nhà, thì bạn phải tự lo. Có điều kiện nó tự lo, tự thân, tự lập. Không có ai giúp. Tự đi làm kiếm tiền, tự học nghề. Mọi thứ là không dính dáng trong nhà, một mình nó tự lo đó. Nhưng mà cái việc chọn ngành nghề của bạn đó có làm cho cô lo lắng không? Không, thích cái gì là cứ theo cái nghề nấy. Yeah. Chứ cô không có áp đặt bất cứ cái gì. Dạ. Yeah. Cô nói như nè, ví dụ con thích cái gì, con làm cái gì, con phải bàn sơ qua với má. Có nghĩa là má không phải là má cản trở cái gì, nhưng mà ví dụ như má góp ý cho con. Dạ. Yeah. Đường bạn làm là tới thời điểm bây giờ là 9 năm rồi hả cô? 9 năm rồi đó. Bây giờ thì ok rồi. Dạ, dạ, rồi. Không, em cứ làm đi, em làm việc của xưa em. Xưa là không có nhờ, nó mới nhờ đây thôi á. Hồi xưa nó làm như nó xài hết, nó không có phụ gì trong nhà hết trơn á. Nhưng mà chắc cái thời điểm hồi xưa là bạn cũng còn trẻ với lại nhỏ mới ăn đó, nghề nó còn nhỏ đó, nó chưa có làm được bao nhiêu nữa rồi. Gọi là chưa căn bản đó. Dạ. Yeah. Thì là chị nuôi. Chị nuôi hết. Đó. Mà nó đi chơi vui lắm con. Dạ. Yeah. Trời ơi, nó đi miếng nó đi mà cô tức, mà cô cứ sợ, không phải là cô sợ cái gì. Cô sợ xì ke ma tí lỡ nó đi gặp nghiện những cái bạn nó ngược, trời cô chỉ sợ như đó thôi. Có một lần cô giận quá cô nói hoài, nó không nghe, cô giờ cô đập cái xe tan nát hết trơn. Giận đập xe luôn. Đập nát cái xe luôn. Cô vừa đập mà vừa khóc luôn á, tức á, nói con không có được á. Là vì cái chuyện mà bạn đi chơi thôi. Đi chơi thôi chứ nó cũng có gì đó, nó chỉ đi chơi rồi nó về, nó về hơi trễ vậy đó thôi, chỉ như đó thôi. Mà mình biết nó đi chơi ở đâu với ai mình cũng sợ. Ừ. Mà nó có giữ nó được. Mấy đứa này nó ngộ, nó biết nịnh cô. Chút xíu hỏi má ăn cái gì má, anh này chỉ cần câu hỏi má với là thằng này nó làm lỗi nó cũng hay xin lỗi cô lắm, cô mau lắm, con mình mà. Bây giờ là con hỏi thiệt cô là cô đã thấy yên tâm về cái phần mà công việc cũng giống như tài chính của bạn chưa? Bây giờ là ok, bây giờ là nó có thể lo trong nhà được rồi đó. Yeah. Nó sắm, nó sửa trong nhà các mọi thứ là nó lo hết. Yeah. Con cũng rất là mong sau này thì bạn có thể mở được tiệm make up lớn hoặc là có thể mở lớp dạy cho những bạn mà thích yêu nghề giống như bạn hồi xưa. Nhưng mà đó là cái phần an tâm về phần tài chính, về phần công việc. Nhưng mà về mặt tình cảm, con nghĩ là dĩ nhiên tới thời điểm giờ cũng chưa có ai là vẫn phải lo. Mà đặc biệt khi mà có con mà trong cộng đồng LGBT nữa là còn phải lo nhiều hơn, tại tình cảm nó nếu mà nói về cái sự gắn kết và chắc chắn nó quá ít. Đúng rồi. Yeah. Ăn ở mình phải sống có cái tâm thì trời sẽ cho mình người tốt đến với mình. Yeah. Chỉ vậy thôi chứ mình không thể lựa chọn được. Cô thì con thấy là rất ok, rất cởi mở mọi thứ về với tâm, nhưng mà về phía gia đình có khi nào người nhà có nhiều dịp Tết thì người ta cũng hỏi, đặt những câu hỏi rất là khó, cô gọi là kém duyên một chút xíu thì cô cảm có hỏi chứ, nhưng mà xin miễn mà nó là người tốt, biết lo làm ăn đàng hoàng là đủ, là ok rồi, không cần thiết cái vấn đề gì hết. Ai muốn nói gì mặc kệ. Cô rất là hãnh diện luôn, nói cho con biết, nó rất là hãnh diện. Đi về ai cũng khen luôn á, đi đám cưới rồi ai cũng khen nựng ảnh giờ rồi đám cưới ông mấy người ôm hôn luôn á. Yeah. Ừ, hãnh diện đó. Yeah. Rất là hãnh diện con của cô đó, biết lo làm ăn nè, giỏi giang nè,
đó, rồi hả biết lo cho gia đình. Hồi đó thì ăn chơi đi chơi nhiều là bây giờ là biết lo bấy nhiêu, đứa cháu rồi nó không biết lo. Nhưng mà con hỏi có phải là cái sự cảm thông và công nhận của cô đối với cái phần giới tính của bạn làm cho bạn có thể nó tích cực hơn trong cuộc sống của bạn không cô? Không. Cô đi đám cưới các thứ gì là con tay nó lo, nó dẫn đi mua đồ đã chứ cô đâu biết gì đâu. Trời ơi, nhà có hai đứa con gái mà. Vậy có gì hơn vậy nữa. Vậy ai cũng nói trời sướng quá vậy nên vậy còn muốn gì nữa mà nói gì đúng vậy. Rồi, đúng rồi. Sống tốt nó lo nó làm nó ăn, nó đâu có ăn chơi hay là nó phát tán gì đâu mà. Con nghĩ là cô có phước rồi đó. Thì Tân làm nghề là 9 năm rồi mà. Hồi xưa là sao mà em chọn make-up vậy mà em không chọn nghề khác? Tại vì do em cũng như cái giới tính của em thì nó hơi mềm mại á. Thành ra em phải chọn cái nghề nào mà nó nhẹ nhàng. Không nha, có những người rất mềm mại chọn mấy nghề cũng rất nặng nha. Đoàn chị có người đi hát nhưng mà làm cơ khí nha Tân. Ờ. Nhưng mà có, sở thích có khi là sở thích ý chị hỏi là sở thích gì đó. Sở thích. Hồi xưa nó vẽ cũng đẹp lắm. À. Nó vẽ hồi mà rồi. Nó còn nhỏ xíu à, nó học có 3-4 gì cái là cô giáo nhờ cô giáo nhờ vẽ giùm đó, đi thi đó. Ờ, khéo tay cho nên là chọn cái nghề này là phù hợp rồi. Phù hợp á. Vì bình thường mẹ rồi đi đám cưới rồi là em làm luôn phải không? Dạ đúng rồi. Nhà người trong nhà là em làm hết. Em không có tự tin cho người ngoài làm. Không vừa ý đúng không? Dạ đúng rồi. Làm cái nghề này là chị cũng rất là thắc mắc nha. Có khi nào mình bị khách hàng họ bật ngược lại, họ không hài lòng không Tân? Dạ cũng có chị. Nhưng mà mình tôn trọng khách hàng á, cho nên em cũng ráng đáp ứng khách hàng. À, sửa theo ý họ lại. Không? Dạ. Phục lại vậy điểm nào ấy. Tại vì giống như chị, nếu mà make up thì là chị biết là chị tự làm thôi, chị không bút được. Dạ. Do kiểu là mình không có giống như ý mình á. Thường mà không đúng ý con thì con cũng lặng lẽ đợi người ta đi về, con ngồi con sửa. Chứ con không có ngồi bật cược lại, con không có điều chỉnh nhiều. Nhưng mà đa số thì những người lớn tuổi thì sẽ khó hơn là người trẻ chị. À, mẹ con là không chịu make up đâu. Con ngồi đi đám thì đám cưới trong nhà luôn, con không làm nữa. Không chịu làm. Có nhiều người không thích vậy. Không thích. Tân nó làm mặt cô đi đám cưới hả, nhìn khác. Ở dưới nhìn ra cô luôn á. Dạ. Yeah. Đám cưới ai không ai nhìn ra cười cũng chết luôn. Em có khi nào định mở tiệm không Tân? Dạ cũng kiểu như giờ thì cứ để tự do bay bổng đi. Cái nào bắt đầu cứng tuổi đâu sao anh mới làm kinh doanh. Dạ. Bây giờ show thượng mình là khách hàng của mình là họ đã quen trước hay là em phải tự đi tìm hay đăng quảng cáo gì Tân? Dạ có khi em đăng Facebook, Zalo hoặc là có người giới thiệu. Khu vực của mình ở đây thì có đông make up không hay là? Dạ em đa số em đi quận ngoài nhiều quá. Ồ vậy là em chạy xuống tới Sài Gòn luôn dạ, hả? Dạ có. Mấy cô dâu rồi đi tỉnh em vẫn đi. Dạ. Vừa rồi đó đi Bến Tre hết 2 ngày. Đi sao em sợ xe cộ dữ quá. Là tự chạy xe đi luôn? Dạ đúng rồi, xe đi luôn. Ủa sao em đi xe ngoài? Dạ em thích đi chạy đi ở trong á. Dạ. Mình sẵn mình vô nhiều cái chỗ nó không có ở ngoài mặt tiền á. Dạ. Tiện hơn, đi dễ nó tiện hơn. Gì cũng giỏi chứ. Giờ là xe cộ là tự mua luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ quá dữ. Mua với 1 chiếc đó. Để mà cô sợ hư mà nó không chạy. Nó chạy chiếc xe kia gỡ trong kia. Dạ. Cũng trong đó cũng còn chiếc tay ga nữa. Xe này cô nói không mua, đừng chạy, không chạy thì mua chi nó thôi, thấy đẹp đẹp mua luôn. Dạ. Mua để nó không có chạy, cô sợ nó hư, người ta nói để lâu nó hư bình xăng con. Nó không rảnh nó cứ đi làm riết là nó không có chạy xe này, chạy xe kia tiện hơn. Ngày cao điểm của mình là mình làm mấy mặt? Dạ 2-3 mặt. Nó chạy nhiều quá hay chạy không nổi. Người bên này số đầu chạy bên kia nó điện trùng giờ á, đâu có thấy được. Làm mà để có khách mà mình chạy là hay lắm á. Dạ. Nói chung nó làm đi. Tại do mình cũng chiều khách cho nên người này giới thiệu qua người kia giới thiệu lại. Ờ. Chứ còn á bây giờ á thường là phải có tiệm. Có tiệm mới tới người ta tới tiệm người ta thích hơn. Em được cái là tổ đãi cho nên tổ thương cho nên em được nhiều người biết á. Sau chương trình này chắc có lẽ là sẽ nhiều người biết nữa. Dạ. Tâm là em đâm gắt hơn. Là tóc có làm luôn không? Dạ có. Là em biết làm tóc luôn hả? Dạ em biết làm tóc luôn. Giỏi quá. Rồi xưa là mình học là học make-up với học tóc luôn hả? Dạ. Về thì ổn rồi, khỏe. Không phải lo. Dán lông mi cho bảo luôn đi. Dạ cứ như lông mi được. Lông mi tự nhiên đẹp lắm. Không phải như lông mi. Tại do bạn làm ảnh đeo kính á. Nên mình lắp chút mấy camera. Dạ. Để lông mi của chị dán qua nè. Phải nói là Tân rất là may mắn luôn khi có được người mẹ rất là lý tưởng. Thì bây giờ nó đã trải qua rất là nhiều cái sự cố trong tình cảm nè. Thì chị nghĩ là đơn giản nhất bây giờ
một lời cảm ơn vì mình có một người mẹ quá lý tưởng. Con cảm ơn má vì đã sinh ra con, nuôi con thành công tới bây giờ. Cảm ơn má rất nhiều. Con xin lỗi má những về những chuyện con đã làm cho má đau lòng, buồn tủi khổ. Sắp tới thì con sẽ cố gắng làm được những cái gì má đang muốn mà. Đang làm kiếm tiền xây nhà. Giờ có đất mà không có nhà nè. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới em sẽ đạt được cái mong ước của mình, cũng giống như là thực hiện được ước mơ cho mẹ là có ngôi nhà thật là hoành tráng. Thật lớn tuổi rồi, con sống được bao lâu rồi chứ, nhưng mà nhìn con mình nó đầy đủ là mình có nhắm mắt xuôi tay mình cũng yên tâm, đúng không? Để vậy đó. Con nghĩ vậy. Con cảm ơn cô và cảm ơn Tân đã dành thời gian để tham gia chương trình. Con cảm ơn cô. Thì cô cũng cảm ơn nè, ekip nè. Cảm ơn Lộ Lộ. Giờ là Tân ôm mẹ cái đi Tân. Không có cái lời cảm ơn nào mà nó thiện chí bằng một cái ôm hết. Trời ơi, nhỏ ôm mẹ không hoài. Lớn anh ngại quá không dám. Ngại. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn Tân, cảm ơn mẹ cô rất là nhiều nha. Con cũng xin cảm ơn cô, cảm ơn Tân đã dành thời gian quý báu để tham gia chương trình này. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.